Ở dưới đây không? Đâu đâu đâu, để mình xuống coi coi. Ở khu này nhìn đẹp quá. Ê thuyền trưởng, ôi thuyền trưởng tên gì kỳ vậy? Monkey đi hành phi. Trời ơi, tên thuyền trưởng mắc cười quá à. Order. Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Buron đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình của huyết thống của quỷ. Ok, thì ở tập trước là mình đã giúp ông thầy thuốc đi đi săn mấy con trùng cát á. Rồi sau đó ông ta đem về cho ông ta làm thuốc, mình không biết. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ thử nhận lại một lần nữa và mình cần thù lao cao hơn. Ok, xin chào ông. Tôi cần nhiệm vụ hàng ngày. Rồi đi tìm thuốc cho ông ta. Rồi bây giờ mình có cần 10 cái xác trùng cát. Ok, thì sau khi đấy, bây giờ chúng ta sẽ không nói nhiều và mình tiếp tục luôn. Nhưng mà trước khi ấy thì mình cần phải vào gặp trưởng làng coi coi sao. Thì ông trưởng làng như kêu mình là chào ngày mới, ngày hôm qua của cậu thế nào? Là hôm qua là mình đi săn trùng cát á. Và sau khi gặp gỡ mọi người thì cậu có học hỏi thêm được nhiều gì không? Học hỏi thêm được gì không? À đúng rồi, học được, đúng đúng đúng, tôi học được. Học được hả? Cái là hả, làm anh hùng á. Thì sau khi mà nó nói là hả, sau khi mua đồ làm giá rẻ hay làm nhiệm vụ gì, nó cho tôi giá cắt cổ, ông hiểu không? Rồi, không nói giỡn nữa và chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục. Dạ thưa cháu. Dạ thưa ông, cháu học hỏi được rất là nhiều thứ thưa ông. À thế thì tốt quá, ta nghĩ cháu nên đến gặp võ sư để phát triển thêm kỹ năng chiến đấu của cháu. Vâng ạ, cháu sẽ đi ngay đây thưa ông. Thì hiện tại thì mình nghĩ là chưa nên cần phải gặp ông võ sư đâu. Tại vì mình đang cần thức ăn. Mà hiện tại thì trong người mình hết đồ ăn, hết tiền rồi. Cho nên là mình sẽ đi làm nhiệm vụ tiếp. Một là làm nhiệm vụ của ông thầy thuốc. Hai là, bà này cũng, cái cô bán hàng, bán thức ăn này cũng có nhiệm vụ nè. Rồi, hello chàng trai. Hãy đến tòa, cái này mình đọc rồi. Là mình cần vào nhiệm vụ hàng ngày để xem coi nhiệm vụ hàng ngày bà ta có làm gì, kêu mình làm gì. Chào chàng trai trẻ, hiện tại quán ta đang cần một thợ săn gà tây. Ồ, nghe hấp dẫn rồi á. Để có đủ thực phẩm bán cho cả ngôi làng, nếu cậu cảm thấy hứng thú thì hãy giúp ta nhé. Nghe hay đấy, vậy cháu phải làm gì? Từ chối nhiệm vụ, tất nhiên phải làm rồi, bây giờ đang cần tiền. Nếu cậu đồng ý thì hãy đến phía tây trong khu rừng nơi bọn gà tây đang sống. Bọn chúng thường phá ruộng đất của ngôi làng nên ta nên cũng phải chừng trị. Cậu hãy đi săn cho tôi 10 con gà tây để ta chuẩn bị cho gian hàng vào ngày mai. Ok, cháu sẽ đi ngay đây và chúng ta đã có hai nhiệm vụ các bạn. Yeah! Nhiệm vụ đầu tiên là... À quên! Quên nói với các bạn là ngôi làng này là tên là Laurentia. Các bạn có ai, những ai mà có từng chơi mu á sẽ biết cái làng Laurentia. Thì mình lấy cái gọi là cái bối cảnh, không phải bối cảnh mà là dạng như là cái tên thôi. Tên nghe cái mình thích cái tên ngôi làng, tên nó cũng đẹp. Thì cái tên ngôi làng này tên là Laurentia. Rồi, Kia thì chúng ta cần 10 miếng thịt gà sống. Hãy đến phía tây trong khu rừng nơi bọn gà tây sinh sống. Hãy giúp Athi giết bọn gà tây và mang 10 miếng thịt gà sống về cho bà ta. Ok, bây giờ là mình chuẩn bị rồi, tới luôn. Phía tây, từ từ. Bây giờ mình đang cần phía tây. Ở đây, phía tây hướng này. Rồi ok, chúng ta sẽ... Phải không? Ừ, mình thấy okay, gà tây. Trời ơi, ôi mấy con gà tây. Trời ơi, sao đông vậy? Hê. Trời ơi, tụi nó kìa. Ôi trời, tụi nó chạy rồi. Ôi mấy con gà tây chạy lẹ dữ vậy. Ôi mình đánh nó hai cái rồi nó mất xác rồi. Ok, để mình lượm lại. Ê, thịt gà tây. Đấy. Được đúng không? Coi coi. Yes, chúng ta được một cục rồi. Bây giờ mình cần 10 con. Yeah. Ô, nhiệm vụ gà tây này khá là dạng như là cái bà chủ này hơi bị hơi bị xoàng á nha. Rồi nó bị lỗi nữa rồi đó. Buồn ghê á. Rồi, để mình config lại. Cái lõi này thì chúng ta không ấy được rồi. Rồi, mình đã lấy được. Rồi, tiếp tục nè mọi người. Ui, đông đấy. Ôi, đánh hai cái chết con rồi. Ôi, miếng gà tây của bắp liu liu. Ui, đông. Ôi, nhiệm vụ này dễ quá mấy bạn ơi. Ô, nhiệm vụ giết gà tây.
quá dễ. Chứ gì được 5 con rồi. Trời ơi, dễ hơn nhiệm vụ trùng cát nhiều. Mà trùng cát thì mình cũng thấy nó đúng vừa với cái sức của mình hơn. Rồi xong 3 con này nữa là ok rồi đó. Ôi, giết mỗi con là được 1 đồng xu. Ô, mình đã xong rồi nè. Bây giờ lụm đồng xu lại cái. Rồi bye bye. Rồi, trời ơi, nhiệm vụ này nó dễ hơn. Dễ cực luôn các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đến hello con bò, con dê, right, như là con dê, đúng không, con dê. Rồi bây giờ đi về. Mình giết được, mình lấy được 9 đồng xu luôn. Hình như là bị gớt đồng hoa kệ nó đi. Đây, cảm ơn cậu chàng trai. Nếu không có cậu thì ta không biết phải nhờ ai giúp ta đi săn đây. Giờ thì hãy nhận thưởng. Ô, nãy được 9, vậy là bả cho thêm 5 với lại được cục thịt gà. Ôi, vừa được đi săn mà vừa được ăn nữa các bạn. Ngon. Rồi bây giờ còn nhiệm vụ nè, cái ông này nè, bây giờ mình đi coi coi ông có tăng thù lao cho mình không. Chứ là mình thấy là cái bà chủ thức ăn này là bà khá là sợp cho mình rồi đó. Rồi, không quên nói với các bạn là chúng ta đang có một lượng tiền rất là ngon. Mình sẽ đi trang trải cho cuộc sống của mình. Yeah. Và mình sẽ tạo ra 3 cái cục này để mình mua thêm đôi giày, cái mũ và cái quần. Thì cái giá cả của cái đống này thì mình để như nhau để nó ok, chứ không cần phải tốn gì nhiều. Giá cả của này thì như nhau thì ok, mặc dù là cái nào phải mắc hơn cái nào mình không cần. Rồi bây giờ mình đã thực thụ là một chiến binh rồi đấy. Rồi đây gặp võ sư thì chúng ta để sau đi, mình đang có hứng thú đánh lại mấy con trùng cát đây. Hôm nay là không có sợ tụi nó đâu, vô rồi tập chơi là hơi chơi hết, không sợ thằng nào á. Nhưng mà bây giờ không có thức ăn, nhưng mà vẫn có 5 đồng tiền. Ồ, vậy là lát mình chạy đi, mình làm thêm mà một nhiệm vụ của bà ta là ngon rồi. Nên mình không có sợ chết đói rồi. Ok. Ôi, mấy con trùng cát à, đỡ lại. Đỡ lại, ồ, đỡ cái khiên lại. Ồ, cái khiên đỡ được luôn các bạn. Nè, nè, nè. Đó, sợ mày hả, tao sợ mày hả. Tao có giáp trâu rồi, tao không có sợ mày đâu, quỷ. Ôi, tuyệt vời. Nhiệm vụ trùng cát quá đã các bạn ha. Ơi, nó tăng thêm cho mình trùng cát các mày, trùng cát. Ôi, sao đánh con nào cũng được 1 đồng vậy? Cứ tưởng là nó ghê ra ngẫu nhiên. À, con này không có nè, vậy là 50-50 rồi. Ok. Rồi. Ôi, thêm đồng xu. Ôi, hôm nay hên quá. Không biết hôm nay ngày gì mà chưa gì. Ôi, thường là tập trước là tụi mình đánh một con là tốn không biết bao nhiêu giọt máu rồi. Đó. Ok. Rồi, bị lỗi. Ê, không. Ok, chúng ta chỉ còn thêm 4 con nữa là đủ. Mày. Ôi, nhưng mà cũng phải cẩn thận thanh máu đấy. Bây giờ mình còn 4 cây à. Mày. Các bạn có nghe thấy hiệu ứng mà cái khiên mình đỡ lại không? Mình nghe là thấy khá là đã rồi đấy. Mình sẽ bỏ tiền ra, mình đi lên nâng cấp. Sau khi cái khiên này bể, mình sẽ lên cái khiên mới. Và sau đó chúng ta sẽ... Mình nghĩ là mình muốn làm nhiệm vụ cho tới... Ơi, gần hết máu rồi, bớt giỡn đi. Mày, 2 con. Ơi, sắp chết rồi, không giỡn nữa. Ơi, xong nhiệm vụ rồi. Nhưng mà mình đang rất là gọi là tham lam nên là ơi. Rồi. Ê. Mình đang ở giữa cái chốn phồn hoa đấy các bạn. Mình chơi. Ơi. Bỏ. Chết tôi. Thôi bỏ đi, bỏ cái đó đi. Bỏ cái đó đi. Một hit nữa tôi ra đảo rồi đó ông à. Rồi. Và chúng ta đã tìm được 11 cái hoa dục đi. Thôi, để dành cho kỳ sau luôn các bạn. Rồi, để coi hôm nay ông tặng tôi cái gì nè. Bây giờ hiện tại là trong người tôi có 10 đồng xu rồi. Trời ơi, tặng thêm 10 đồng xu và 3 quả táo. Ê, tôi bắt đầu thích ông rồi đấy. Hôm nay ông chơi hơi xoàng đấy. Và chúng ta sẽ hồi máu ở đây. Và mình quên nữa. Rồi, bây giờ chúng ta... Ôi, nó đập một cái rồi, cái nón mình sắp hư luôn rồi. Đúng là tiền nào của nấy mà. Rồi, không nói nhiều nữa. Và bây giờ mình nghĩ là cây gậy của mình sắp hư rồi.
Mình nghĩ là mình sẽ nâng cấp lên cây kiếm mới. Không, thôi đi, chúng ta đi gặp võ sư đi. Lỡ rồi, chơi luôn. Võ sư ơi, trước khi gặp võ sư thì coi coi có chuyện gì. Này, ngươi có phải là tên đã giúp đỡ bọn ta thoát khỏi bọn họt không? Trông ngươi như một thằng nhà quê. A đu, trời ơi, ông này nói chuyện ngang ngược quá vậy. Rồi, này ông kia, ông đáp ơn cho người đã cứu ông bằng những lời nói đó sao? Thì đã sao nào, ngươi chỉ là một kẻ yếu ớt không hơn không kém thôi. À, càng nói chuyện với ông này càng muốn đấm ổng. Giờ sao đây, có nên nói tiếp không? Ở ngoài đời là ăn đấm rồi đó. Thôi kệ đi, nhịn đi. Tại vì nể ông trưởng làng nên mình mới tiếp tục nói chuyện với ông này. Chứ không thôi là hả, cho dù ông là thần thánh hay võ sư gì tôi cũng đâm ông chết. Yếu ớt, thế ông muốn so tài với tôi không? Ra đây so tài hả? Ngươi chỉ là người làm ta mắc cười quá. Không cần phải so tài đâu chàng trai trẻ ạ. Chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện thì ta sẽ công nhận ngươi là một người hùng thật sự. Và ta sẽ dạy kỹ năng kiếm thuật cho ngươi. Hồi nãy thì hả nói chuyện khinh mạc, mà bây giờ thì hả nói chuyện như là hả đang cần giúp vậy. Nội này ghê quá. Là gì? Kể tôi nghe nào. Sáng nay làng này có một cuộc đàm phán với bọn cướp biển. Có cướp biển luôn. Vì làng này đã đến mùa thu hoạch nên bọn chúng cần nửa thửa ruộng lúa để đổi lấy sự an toàn của cả ngôi làng. Sau đó cả làng bình luận và từ chối. Thế là bọn chúng nổi nóng và nói là sẽ quay lại vào tối nay để cướp bóc và phá hoại ngôi làng. Phép. Nếu ngươi giúp ta giết hết bọn chúng thì ta sẽ công nhận ngươi là người hùng của ngôi làng. Được thôi, anh có nên giúp ông ta? Tự nhiên nãy chửi mình xong giờ kêu mình giúp ông. Sakiyama cái tên hay ghét. Ok đi. Được, tôi sẽ giúp. Nhưng đây là một chuyện có liên quan đến sự an toàn của ngôi làng nên ta mới giúp đỡ. Nên tôi mới giúp đỡ ông. Chứ vì những cái chuyện đánh nhau mà không mục đích thì tôi không giúp ông từ lâu rồi. Mạnh miệng lắm ganh con à. À mà nè, ta cũng mới biết được tên. Tin là tên thuyền trưởng đó cũng là đồng minh với bọn ọt. Nên chắc chắn hắn ta sẽ biết được sào huyệt của tên ọt ở đâu. Ấy, tên sào huyệt của tên ọt thủ lĩnh. Tuyệt vời đấy, tuyệt vời đấy. Được rồi, ông nhiều chuyện quá rồi đấy. Rồi, để coi nhiệm vụ của chúng ta là gì. Tiêu diệt cướp biển, bản đồ sào huyệt của ọt. Vậy là mình phải tiêu diệt cái tên cướp biển đó để mình lấy cái bản đồ. Rồi sau đó mình sẽ biết được thêm tung tích về cái tên ọt thủ lĩnh. Vậy là đây là nhiệm vụ chính đó các bạn. Rồi, xét trùng cát hả? Thôi để lần sau làm đi. Rồi bây giờ chúng ta cần hiện tại thì trên người mình khá là ngon lành. Ok, 20 đồng xu, mình cần phải lên cây vũ khí mới đi. Còn cây này mình cây bây giờ chúng ta sẽ chia ra ba nè. Cái này thì từ từ tính. Chúng ta sẽ chia ra ba. Cái này chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Đấy, mình thấy ổn. Rồi sau đó chúng ta sẽ mua thêm vũ khí mới. Cho tôi xem gian hàng thôi. Mình nghĩ là mình thích cái này 4 đam mà. Thấy nhìn thấy chén chén sao á. Nhưng mà được cái là nó sẽ phá đi cái penetration, có nghĩa là phá đi cái giáp của người ta á. Vậy cái sự công phá giáp á, vậy là mình mạnh hơn nữa. Thấy hay đấy. Mình thà mình cầm búa hay là kiếm đây. Đây thì chúng ta 5 đam, chúng ta có thể có 15% làm tụi nó bị xỉn. Thôi mình nghĩ mình làm cây rìu chiến này ngon hơn các bạn ơi. Ok, bây giờ mình đi đổi. Trời ơi, năm cục đồng, năm cục năm xu đá luôn các bạn. 1 2 3 4 5. Ok, và chúng ta đã được một cây. Và bây giờ mình cần cái khiên, thì để coi khiên nó bán giá làm sao, chứ bán giá cắt cổ là không chơi. Cái này 4 à. Cái này thì một cục sắt, trời sắc mắt lắm ông ơi, sao mua nổi. Vậy thôi mình xài cái khiên kia đi. Giờ chúng ta chỉ cần đổi thêm hai cái này thôi, rồi còn nhiêu mình đổi hết thức ăn. Vậy đi, vậy là đủ đi rồi. Ok, đổi hai cái, rồi có 6 cái. Rồi mình sẽ đi mua thức ăn. Để trời bẻ cổ sướng quá. Rồi, bây giờ cho ta cái khiên này này. Rồi, cho ta thêm cây búa nữa. Cây búa đâu? Cây búa của ông này. Cây búa, lộn cây rìu. Đấy, tuyệt vời không em.
Rồi, rìu. Đấy, còn khung ở giữa là về sau mình sẽ tính tiếp. Bây giờ là hả, rìu chiến trên tay, ba mẹ gọi. Quá ngầu các bạn. À, mình nghĩ là cái thứ hai thì mình sẽ đặt đuốc đi. Đó, cái thứ hai đặt đuốc, cái này lăn qua lăn lại vậy tuyệt vời rồi. Rồi thì ở trong làng thì mình phải cất hết vũ khí đi để tôn lên cái sự lịch sự của mình. Hay đấy, hay đấy. Rồi không nói nhiều nữa và chúng ta sẽ đi mua thức ăn và tiến thẳng. Nãy ông nói là ở khu nào ta? Hello chàng trai, nhiệm vụ hàng ngày. Ông cháu. Ê, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Bây giờ mình mua thức ăn. Cái này 2 đồng mà được nướng lên. Ơi, mình nghĩ là mình sẽ mua cái này lời hơn các bạn. 1 đồng à. Bánh mì cũng 3 mà cái này cũng 3. Cái này nó không cho mình xem nó ăn được bao nhiêu. À được nè, cái này ăn được 3. Cái này 2 rưỡi. Ồ, mua cái này ngon không các bạn? Ok, mua hết 6 cái luôn. Mua hết 5 cái thôi, còn 1 cái. Thôi lỡ rồi. Tại vì mình định chừa 2 xu lại để mình định chừa 2 đồng xu lại để mình mua hồi máu. Tại vì mình biết chắc chắn là nhiệm vụ chính sẽ rất là dữ. Mình không biết nữa, nhưng mà mình nghĩ là nhiệm vụ chính hơi bị căng thẳng đấy. Thì mấy cái này thì chúng ta sẽ đặt dụng cụ. Hai cái này thì hai cái đồ cấm rồi, chúng ta không có đụng tới. Trong lúc mà chúng ta chơi thì chúng ta không có đụng tới hai cái cây đó. Hai cái cây đó dùng để tạo ra nhiệm vụ. Rồi, ok. Thì chúng ta sẽ tiếp bắt đầu lên đường nè. Thì bây giờ mình cần phải đọc lại cái nhiệm vụ cái đã. Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt cướp biển. Sau cuộc đàm phán với tên thuyền trưởng thất bại, Sakiyama, còn gọi là võ sư, khẩn cầu. Trời ơi, khẩn cầu nãy chửi ghê. Khẩn cầu sự giúp đỡ của bạn đến với thuyền, đến thuyền của hắn và tiêu diệt hắn. Rồi, nhưng mà ông có nói ở hướng nào ông ta nãy? Không, thuyền trưởng thì tất nhiên là ở ngoài biển rồi, đúng không? Đến với thuyền mà thuyền thì chắc chắn ở ngoài biển rồi, từ từ. Coi có nói không? Hãy đến. Ông ta không có nói. Ok, vậy là mình nghĩ là ở ngoài biển rồi. Không lẽ thuyền trưởng ở trên núi? Cái đó gọi là, đâu còn gọi là hải tặc nữa mà gọi là sơn tặc cho nó rồi đi. Rồi chúng ta sẽ cư ngụ đợi buổi sáng rồi chúng ta đi đánh tiếp. Rồi, ok, chúng ta lên đường thôi. Và 5 miếng này, 5 miếng khoai tây này không biết có làm nên trò trống gì không, mình không biết nha. Rồi, mình nghĩ là mình đi bộ. Ê, đi về hướng đông. Hướng đông, đúng mà, hướng đông có cái hồ biển. Đấy, tới nơi rồi. Vậy là ông ta có đàm phán, vậy là cái thằng võ sư đã từng gặp qua với lại bọn cướp biển rồi. Xin lỗi bạn. Rồi ơi. Rồi tới đây mấy đứa ơi. Giết hết đây mấy đứa. Ý, ở đó có phải chiếc thuyền không? Nhìn xa xăm thấy một cô bé đang tắm. Nhìn xa xăm, ủa đây có ngựa. Đây là cái nơi mà hả mình đã cứu mọi người nè. Bây giờ đây là cái chiến tích, cái tàn tích. Đây, không còn nghi ngờ gì nữa, mình nghĩ đây là chiếc thuyền. Rồi, chúng ta đi thôi. Ôi, tặng cho mình. Vậy là ông võ sư có đi đàm phán đó, nên là ổng còn để chiếc thuyền ở đây. Ồ, đẹp, ê là đẹp các bạn nghe. Đẹp, ê là đẹp. Rồi, ôi trên kia kìa. Không, mình nghĩ là cái đó là để ơi, chứa gì mình thấy mấy thằng gì ở trển nè kìa. Không, chắc chắn lên trển nó. Ôi. Rồi, chuẩn bị chưa? Hít thở sâu vào. Tóc tai đẹp đẹp, vuốt keo các kiểu rồi. Chuẩn bị lên là chơi á. Vô. Hello. Trời ơi, thủy thủ. Sao mà nhiều quá vậy, sao đánh lại? Ôi trời ơi. Không, mình nghĩ mình nên lừa đi. Hello, vô đây. Nó sẽ chết rồi. Vậy là mình phải giết từng thằng. Ô, được 1 đồng xu. Ủa, tên thuyền trưởng đâu? Vậy là mình phải giết hết tụi này để kiếm tên thuyền trưởng. Không.
Ủa sao dễ giết quá vậy? Ôi giết này được 6 đam nha các bạn. Trời đã. Đánh. Ôi mày. Ơi đâu. Đơn su của tôi anh ơi. Ơi biết giờ kiếm tiền khổ lắm không? Tôi là sinh viên nghèo, bỏ nhà ra đi đi cày tiền. Đau quá không em? Đau không? Ê ê ê ăn cái đã. Mày, ôi trời nó đánh tôi rồi trời ơi. Thôi lành rồi, nó không có cầm vũ khí đánh tay không á, đúng là hả mấy thằng có vỏ là mấy thằng có khác. Rồi, tới đi em ơi. Đánh hết, lùa phá hết. Ê đau ấy, bớt giận. Ừ. Ê lùa nó xuống đây nó không có lên được các bạn ơi. Rồi đánh khai nó lên lại. Rồi, lên. Tôi đánh từng thằng đi. Cảm ơn á, đánh từng thằng thấy khỏe hơn á. Chứ tụi nó đi một đám là đánh không biết đánh sao luôn. Mày xuống đây, lại đây. Ôi nó đấm tôi một cái rồi. Cái này không biết có học võ mà đấm một cái thấy đau quá. Mày. Rồi. Ê, mình dọn được đầu thuyền rồi. Ê, đầu thuyền còn hai thằng. Chơi luôn, chọi một đánh hai luôn, sợ gì. Trời ơi, mình có vũ khí mà. Có giáp mà sợ gì. Rồi. Rồi tạm thời chúng ta sẽ ở đây. À, mình không lấy mấy cái lóc vàng nha. Nếu mà lấy cái lóc vàng là không còn gì vui nữa các bạn. Ok, và chúng ta sẽ đợi hồi máu. Ngắm xem coi thuyền trưởng nó ở đâu. Có nào thuyền trưởng nó dưới nó làm lao động khổ sai cho cái tụi thủy thủ. Ở đây giờ chúng ta còn lại là 1, 2, 3, 3 tên, 4 tên, 5, 6, 7, 8. Còn lại 8 tên các bạn. Nghĩ nửa giọt máu này có không biết có đánh lại không. Khô môi quá. Hồi máu đi. Rồi đủ rồi, nhiêu đây cũng đủ chơi rồi. Tấn công. Mấy anh thề mấy anh ơi. Ê, ở đây có đường xuống rồi, một lát xong thì tính. Vô đánh hết. Trời ơi. Ở đồng. Không có chơi ở đồng. No. Hên, thật sự rất là hên. Nó đấm mình thêm cái nữa thôi, mình gặp Diêm Vương rồi. Hên. Thì mình không có chơi ở cái chế độ là hardcore nên các bạn đừng lo. Mình chỉ là dạng như là mình theo cốt truyện rồi mình chúng ta phải bảo tồn cái mạng sống cho nó hay đúng không? Ok, và bây giờ mình cần phải bơi qua lại. Hồi máu đi, dắt tôi đi chiếc thuyền nào. Lên thuyền. À, banh thuyền rồi đó. Biết ngay mà. Ôi, nó chơi trên sông luôn à. Đẹp vãi các bạn ơi. Ôi, nhìn ảo diệu quá à. Ô, ảo diệu cực luôn. Trời ơi. Rồi. Còn nhiêu thằng. Nãy giờ mình đâu giết được nào đâu. Mày, trời ơi, nó đánh tôi rít đam kìa. Không, đánh mấy này được đồng xu rồi được rồi. Một đồng xu thôi cũng kiếm được khá khoai tây rồi, ngon rồi. Ừ, lấy đuốc về nữa. Đuốc là hả? Mai mốt mình xịt lỡ khi mình xây nhà luôn hay sao? Đúng không? Mày. Rồi. Ôi xui. Ủa mấy này sao dễ vậy? À chắc nãy bị mình đánh rồi. Rồi còn lại hai thằng. Ba. Hai cục máu gửi, chơi luôn. Mày. Chơi luôn. Trời ơi, hồi máu rồi, không nói nữa. Rồi. Đây là khoảng thời gian để mình đi tìm thằng thuyền trưởng. Đi thôi. À. Đâu, để mình xuống coi. Ở khu này nhìn đẹp quá. Ê, thuyền trưởng. Ôi, thuyền trưởng tên gì kỳ vậy? Monkey đi hành phi. Trời ơi, tên thuyền trưởng mắc cười quá à. Ê thằng quỷ, sao mày đánh mạnh tay quá vậy? Ủa tao chưa có đánh mày mà thằng quỷ. Ủa sao nó dí dai vậy? Ê đừng anh ơi, tha em đi anh ơi, em đẹp trai lắm nhưng mà em không có bị điên anh ơi, tha em đi. Nè, để tới đây tao hỏi máu tao đánh với mày. Từ từ, thằng quỷ. Để rồi máu đi, quỷ. À, Monkey đi hành phi. Có thể là chắc là hả có họ hàng gì với lại Monkey D. Luffy, theo mình nghĩ là vậy. Rồi, như đây mẫu mình nghĩ là á má ơi cứu con. Ủa tôi chưa có đánh ông mà. Tôi chưa có đánh ông mà cứu gì. Không mình chơi vậy hơi bị ăn gian. Rồi đó, bây giờ cứu ông mà. Đó trời ơi đánh.
Rồi bị đói bụng luôn. Rồi không nói này. Ôi trời ơi, đánh ơi ơi, đau 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 thuyền trưởng ơi. Ê, đánh em cái nó không chết rồi. Trời ơi, à, chết ta rồi. A à, hi hi đồ ngốc. Nó thuyền trưởng gì mà đáng yêu á. Ok, bản đồ sầu huyệt của họ. Yes, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Wow. Wow. Holy shit. Holy shit. Wow. Ở sao ông thuyền trưởng này đầu tư dữ vậy? Khách sập cũng của cái chiếc thuyền hay sao vậy? Ô, vậy là chiếc thuyền này bị mình đánh chiếm luôn rồi. Rồi, ăn cái rồi đi về. Vậy là chúng ta đã hoàn thành, mình đã giết được tên thuyền trưởng và đã tìm được cái bản đồ cho ông võ sư và một đồng xu vàng. Trời ơi, đồng xu vàng về nhà đổi lại là tuyệt vời. Ok, ở banh mẹ chiếc thuyền rồi. Ok, về mình sẽ bơi lại qua bên kia. Tùm. Ở dưới đây. Ồ, dưới đây tối thui vậy. Thì sao chơi? Ồ, nước biển ở đây trong veo. Nước biển tĩnh lặng quá ông em. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ trên chiếc thuyền. À, thuyền gì thì không biết. À, thuyền cướp biển vùng Caribe. Ở lộn, chiếc thuyền thuyền gì á. Nói chung là thuyền đi. Rồi, và bây giờ mình sẽ trở về lễ ơi con gì vậy? Theo mình nghĩ là con chu cây phải không? Không phải con deer. Con deer có nghĩa là con hu hay là cái con tuần, không phải tuần lộc đâu, dạng như là thuộc cái giống nòi đó đó. Ok, bây giờ chạy là hơi bị đói bụng. Hello ngựa. Ô, ngựa hoang, cái này là con này không phải trong Minecraft rồi, nó khác ngựa kia. Rồi bây giờ chạy về là đói bụng là chắc chắn là sẽ có đồ ăn. Không, thằng võ sư nó keo lắm, mình với ổng là không có hợp tính rồi. Mới vô chào nhau mà nói chuyện như là mà ăn hết của dòng họ ông nội nói vậy. Nói chung thì nếu không cho mình đồ ăn thì thôi, mình chạy qua bây giờ có tiền rồi sợ gì. Giết được tên thuyền trưởng. Rồi, ê, bây giờ chết đói rồi. Rồi, 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 ok. Hello. Này chàng trai trẻ, ta cảm thấy thật nhục nhã khi đã coi thường cậu. Xin cậu hãy tha lỗi cho ta. Ta không ngờ một mình cậu lại có thể chiến thắng và tiêu diệt được tên thuyền trưởng. Giờ thì hãy đưa cho ta cái mà cậu cầm trên tay. Từ. Fuck. Ok. Thì để mình đọc tiếp nha. Thì nhiệm vụ này xong rồi. Thì mình vẫn còn nhớ cái cách, cái gì mà mình ghi. Tại vì mình chưa cầm trên tay mà mình ấy rồi. Thì ổng nói là ổng sẽ tặng cho mình 10 cục ngọc này. Đó, để mình trau dồi thêm kỹ năng kiếm thuật. Tuyệt vời. Thì ok, và chúng ta đã được một lượng này. Và mình thấy khá là thích thú rồi đây. Hiện tại thì mình vẫn muốn đi săn gà để có được thức ăn. Ok, đi săn gà đi. Ok, làm thêm nhiệm vụ săn gà rồi kết thúc tập này. Nhiệm vụ hàng ngày. Ê, cho cháu đi săn gà đi cô ê, cháu đang rất là đói bụng. Ok, bây giờ mình sẽ học nhiệm vụ này. Không, cái này để tập sau học đi. Đó, tập sau mình học là hả, có kỹ năng kiếm thuật đàng hoàng. Đó, kỹ năng này là kỹ năng lướt của Yasu 20 phút răng tem GG gì đó. Mình không biết, mình ít chơi Liên Minh rồi. Giờ mình qua Dota 2 mình chơi rồi. Rồi, gà đâu? Ở đây. Mày gà hả bưởi? Sao tụi bay không tạo ra nữa, gà hết rồi. Gà trời gõ một cái à. Đã ghê á nhiệm vụ. Cái con gà này sướng quá. Ý là mình nói gà mấy ký ấy, không phải gà bốn mấy ký nha, các bạn đừng có hiểu lầm mình. Mày hả mày, gà. Ôi, mình nghĩ là mình phải cởi giáp ra thôi, nó công tốn giáp của mình. Chiến binh gì đâu mà. Ok, đỡ nè, đỡ cho các bạn xem nè. Đỡ nè. À, ngầu dơ. Rồi, bốn con nữa. Ơi, sao không đỡ được, từ từ. Này thì đỡ. Ok, mình biết cách lấy. Dạ, yeah, khỏi nói nữa, và đi về. Ơi, sắp chết đói rồi, lẹ lên. No. Mình nghĩ là mình phải tạo, xây một căn nhà ở đây. Để mình cũng thuộc dạng là một phần của ngôi làng rồi. Mình nghĩ là mình sẽ xây căn nhà ở đây và sau đó mình sẽ cùng mọi người tiếp tục cuộc ở đây luôn. À, thì cái này là nó bị lỗi thì thịt gà sống nó sẽ kết hợp với xác chung cát thôi, kệ đi, quăng nó đi luôn đi.
Yeah, chúng ta đã có thịt gà để ăn và có thêm một ít lượng tiền. Rồi, thì để chúc mừng cho cái sự chiến thắng của mình trước tên thuyền trưởng thì mình sẽ ăn cái bánh kem. Giờ mình đặt ở trên đây nó không được. Rồi, ôi còn dư cái thôi tặng bà luôn á. Hôm nay là tôi hơi bị vui rồi đó, tôi được cái đồng vàng rồi. Thì mình sẽ để cái đồng vàng này trước khi kết thúc tập này thì mình sẽ nói chuyện với Hupa Hupa Masubilami. Ok, thì tập này cũng đã dài rồi thì mình xin kết thúc tập này tại đây. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ like cho video. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn nút đăng ký hộ mình để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video mới, nhiều series mới nữa. Và mình có một thông báo là bây giờ mình đã bận rộn và đi làm trở lại, nên là không biết là một ngày mình có thể ra được bao nhiêu video. Nhưng mà mình nghĩ có thể là một ngày sẽ ra được một video, hoặc có thể là hai ngày một video. Tại vì mình rất là bận các bạn. Mình đã cố gắng nói chung là ngủ ít đi, quay clip nhiều vào, rồi sau đó render rồi up lên vậy thôi. Ok, không nói nhiều nữa thì hẹn gặp các bạn trong tập sau của Huyết Thống của Quỷ. Bye bye.